những thông tin đa chiều về tình hình kinh tế chính trị xã hội hay những vấn đề được người dân quan tâm trong nước và trên thế giới dòng chảy tin tức sẽ được TTV 11 chuyển tải liên tục trong các bản tin thời sự lúc 7 giờ 9 giờ 15 giờ 17 giờ và 21 giờ bây giờ mời quý thính giả đến với bản tin lúc 9 giờ Cự Bình và Tuyết Vân mến chào quý vị thính giả đến với bản tin 9 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, đang được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Quý thính giả thân mến, bản tin 9 giờ hàng ngày trên sóng FM tần số 103.1 MHz bắt đầu từ lúc 9 giờ với những thông tin trong tỉnh, trong nước và thế giới đáng chú ý, rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi từ quý vị thính giả. Mở đầu bản tin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong tỉnh. thưa quý vị, chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Giáp Thìn 2024, sáng ngày 26 tháng 1, đoàn công tác do ông Trương Nhật Quang, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, phụ trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn, đến thăm tặng quà chúc mừng các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đoàn đến thăm và chúc Tết một số cơ sở tôn giáo như Chi hội Tinh lành Tây Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Ban điều hành hệ thống các chùa núi bà và Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa, Viện chủ hệ thống các chùa núi bà tại các nơi đến thăm, thay mặt đoàn ông Trương Nhật Quang đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của các chức sắc và đồng bào tôn giáo trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Các tôn giáo đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó đồng hành, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào do tỉnh phát động, góp phần làm cho quê hương ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Nhân dịp năm mới, trưởng ban dân vận tỉnh ủy chúc các vị chức sắc bà con giáo dân, bà con giáo dân tăng ni Phật tử đón một năm mới an lành, hạnh phúc. Chiều ngày 26 tháng 1 năm 2024, tại xã Chà La, huyện Dương Minh Châu, Hội nông dân tỉnh Tây Ninh phối hợp Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao quà Tết giáp thình cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Dương Minh Châu và trao một máy ấm nông dân cho huyện Tân Châu. Tổng số quà Tết trong đợt này gồm 100 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm. Dịp này, bà Huỳnh Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh đến dự và trao bản tượng trưng trị giá 50 triệu đồng là chi phí xây tặng một căn nhà máy ấm nông dân cho một hội viên nghèo ở huyện Tân Châu. Tổng kinh phí được tặng quà lần này là 100 triệu đồng do Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh vận động nhà hảo tâm tài trợ. Chương trình trao quà Tết được Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều năm qua với tinh thần tương trợ chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo. Hàng năm, hội đã trích kinh phí từ nguồn Tết nghĩa tình trao tặng quà, xây tặng nhà ở cho nhiều hội viên nông dân các tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có tỉnh Tây Ninh. Đây là lần thứ ba nhận được sự sẻ chia này. Mới đây, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức chương trình họp mặt cán bộ hưu trí, bí thư chi bộ, trưởng ấp khu phố và trưởng ban công tác mặt trận ấp khu phố mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tại buổi họp mặt, ông Lê Ngọc ẩn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện trong năm 2023. Tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Thành Tiễn, bí thư huyện ủy trân trọng cảm ơn, chúc sức khỏe và gửi lời chúc mừng năm mới đến các cán bộ hưu trí, bí thư chi bộ, trưởng ấp khu phố, trưởng ban công tác mặt trận ấp khu phố, đón mùa xuân mới vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục quan tâm đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của mình vào sự phát triển chung của huyện nhà. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 43 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Qua 2 năm thực hiện nghị quyết, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cổ vũ tinh thần cho người dân, doanh nghiệp và bổ sung một nguồn lực lớn từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động khác để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển nhanh sau dịch COVID-19. Được sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, thành phần kinh tế. Tại Tây Ninh, thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội, tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Trong đợt giám sát chuyên đề về thực hiện nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đối với ngành ngân hàng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Thuế và Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận những kết quả đạt được qua 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết này. Các ngân hàng thương mại đã chủ động điều chỉnh và triển khai chương trình gói tín dụng ưu đãi để giảm lãi suất cho vay với mức giảm khoảng 1% đến 3% trên năm tùy đối tượng khách hàng đối với khoản vay mới. Đến cuối năm 2023, lãi suất cho vay đã giảm khoảng 1%, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn năm lĩnh vực ưu tiên giảm 0,5% so với năm 2021. Ông Đào Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết. Thì ngân hàng sách xã hội cũng đã triển khai thực hiện cho vay theo chức năng được giao tại nghị quyết 43 là thực hiện cho vay và hỗ trợ lãi suất. Qua quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng rất là tích cực. Thứ nhất là tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và ra soát các đối tượng để triển khai thực hiện cho vay. Đồng thời phối hợp với các sở ban ngành để làm sao triển khai thực hiện cái nội dung này. Thì uh, qua 2 năm triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng đã triển khai kết quả cho vay được trên 487 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách cho vay theo nghị quyết số 11 của Chính phủ đã có phần tích cực tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 18.400 lao động, tạo điều kiện cho hàng trăm học sinh sinh viên khó khăn mua máy tính phục vụ việc học trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, giúp cho hơn 40 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tiếp tục hoạt động, tạo điều kiện cho 191 gia đình có máy ấm để ăn cư lạc nghiệp ông Nguyễn Tấn Lợi, cục trưởng cục thuế tỉnh Tây Ninh chia sẻ. Thì trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thì chúng tôi cũng đã giảm được cái tiền thuế giá trị gia tăng là khoảng 906 tỷ đồng. À, nó cũng ảnh hưởng tác động phần nào đến cái cái nguồn thu của ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, cái đây là một cái chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước ta, nó giảm cái phần nào cái khó khăn để doanh nghiệp có điều kiện phục hồi phát triển kinh tế cũng như là nó kích cầu cái tiêu dùng thì bên cạnh cái việc cái giảm cái chính sách về thế giá trị gia tăng thì chúng tôi còn thực hiện đồng bộ các cái chính sách khác à, thí dụ như giờ giảm miễn 30% cái tiền thuê đất à, thì cái tổng cái số mà giảm thu ngân sách khoảng 70 tỷ đồng rồi chúng ta gia hạn cái thế giá trị gia tăng thế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp tạo cái dòng tiền luân chuyển một khoảng thời gian nhất định trên địa bàn chúng ta là cũng khoảng 700 tỷ đồng. Ngoài ra, Tỉnh cũng đã hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho gần 46.000 lao động trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện được hỗ trợ theo quyết định 08 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền gần 42 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được triển khai kịp thời, đầy đủ. Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy nói. Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 thì đã có cái đánh giá về cái việc thực hiện nghị quyết số 43 cũng như là chính phủ có những cái phân tích đánh giá những cái mặt được mặt tồn tại và chỉ ra những cái nguyên nhân tồn tại của cái việc thực hiện nghị quyết 43 rồi. Tuy nhiên lần này thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh tiếp tục đi giám sát thực hiện theo cái chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là một bước nữa để chúng ta đánh giá lại cái việc thực hiện nghị quyết số 43 ở các địa phương. Là chúng ta biết là nghị quyết 43 là một trong những nghị quyết mà chưa từng có tiền lệ của Quốc hội ban hành để ứng phó với đại dịch Covid-19 cũng là một đại dịch chưa từng có tiền lệ trong lịch sử như vậy thì cái việc mà chúng ta ban hành một cái nghị quyết hết sức kịp thời, hết sức nhanh chóng để ứng phó với cái việc phục hồi phát triển kinh tế là một cái tín hiệu rất là uh, vui và là một cái uh, phản ứng rất là linh hoạt trong việc xây dựng chính sách của Quốc hội. Đoàn giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cũng ghi nhận những hạn chế, khó khăn, vướng mắt trong quá trình thực hiện nghị quyết 43 của Quốc hội qua đó đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, khả thi của chính sách, làm rõ ưu nhược điểm của việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách của Trung ương đối với từng nội dung, lĩnh vực giám sát, đề xuất kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật trong thời gian tới. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 1, tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì cuộc tòa đàm với Tổng công ty Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh lưỡng dụng và huy động nguồn lực xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng và an ninh. Đây cũng là nội dung khảo sát phục vụ xây dựng dự án luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Theo Hiệp hội Kinh doanh và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SAP, xuất khẩu tôm có thể phục hồi nhẹ. Trong những tháng đầu năm nay, sau một năm sụt giảm mạnh, năm 2023, giá trị xuất khẩu tôm chỉ đạt 3,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 22%. Chuyển sang phần tin thế giới, trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN ATF 2024, sáng ngày 26 tháng 1 tại thủ đô Viên Chăn đã diễn ra các sự kiện quan trọng nhằm tăng cường hợp tác du lịch giữa ASEAN và các đối tác quan trọng. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN Cộng 3 gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc lần thứ 23. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng dẫn đầu tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ba nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc luôn không chỉ là thị trường du lịch truyền thống trọng điểm của các nước ASEAN mà cũng nằm trong nhóm 5 thị trường gửi khách hàng đầu của Việt Nam trong năm 2023 với tổng số 5,9 triệu lượt khách đến, chiếm 47% tổng số khách quốc tế của Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác du lịch ASEAN với ba nước đối tác, thường xuyên kết nối với các trung tâm ASEAN để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác chung ASEAN cộng 3. Ủy ban cho OEC vừa cảnh báo, với những căng thẳng địa kinh tế có nguy cơ sắp xảy ra, gián đoạn chuỗi cung ứng và biến động thị trường toàn cầu có thể sẽ trở thành một trạng thái bình thường mới. Phát biểu tại một hội nghị về khí hậu ở thành phố Hamburg, Đức, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết, năm nay sẽ là năm quyết định do có nhiều căng thẳng địa kinh tế hơn, khiến dù cung ứng có thể bị gián đoạn thường xuyên hơn và thị trường năng lượng chứng kiến những biến động lớn hơn. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg, vừa kêu gọi Quốc hội Hungary sớm phê chuẩn nghị định thư kết nạp Thụy Điển vào liên minh quân sự. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Hungary hiện là nước duy nhất chưa phê chuẩn đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển ngày 26 tháng 1, khoảng 300 nông dân Đức cùng 250 máy kéo đã tập trung bên ngoài trụ sở đảng xanh trong Liên minh cầm quyền tại thủ đô Berlin để phản đối việc cắt giảm trợ cấp cho ngành nông nghiệp. Những người biểu tình phản đối việc chính phủ hiện nay cắt giảm trợ cấp dầu diesel dùng trong nông nghiệp và muốn Liên minh cầm quyền phải bãi bỏ quy định này. Quý tín giả thân mến, phần tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin lúc 9 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị đừng quên theo dõi bản tin lúc 9 giờ được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz hàng ngày quý vị nhé. Chương trình do biên tập viên Cẩm Nam, các phát thanh viên Tuyết Vân Ngự Bình, kỹ thuật viên Quang Điện thực hiện. Hẹn gặp lại quý tín giả trong các chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.